Đến với bài số 2, giới thiệu các dạng dữ liệu sử dụng trong POC và làm quen một số loại bit logic cơ bản. Lo, LC, coin. Để học bài này thì các bạn cần cài cho mình phần mềm Tiboto và BNC Sim và Simen. Mình giới thiệu mình xài phần mềm Tiboto V4SP1. Mình cũng xài được gần 1 năm rồi. Mình cũng thấy nó rất là ổn định trong các dự án mình đã làm. Để tiếp theo bài giảng, chúng ta sẽ tạo một project mới. Bài 2. Giới thiệu các dạng dữ liệu của POC và các bit logic cơ bản, đó là C và coin, vân vân. Các bạn tạo project. Bài giảng trước mình nhận được rất nhiều phản hồi về cách mình giảng nhanh, thì từ bài giảng này trở đi thì mình sẽ cố gắng giảng rất là chậm cho các bạn hiểu và có thể làm được. Chúng ta cấu hình một con POC. Các bạn hãy làm theo mình. Add new device, add new một cái thiết bị POC S7-1200. Mình rất là thích dùng con 1212C DC. Vì con này mình dùng khá là nhiều. Phần mềm này cũng rất là nặng. Nên đối với các bạn máy tính yếu, nên lưu ý. Để học được bài này, các bạn nên cài cho mình hai phần, đó là Step 7 Professional, Step 7 Professional V4-V1, hay nói cái khác là Tiboto. Và cài cho mình thêm PNC-S7, PNC SIM hay là PNC SIM V4-V1. Các mức dữ liệu của POC thì các bạn lưu ý cho mình. Các đầu vào là input hay Siemens ký hiệu là Y 0.0 đến Y 0.7, sau đó đến Y1. Đầu vào và đầu ra. Đầu ra sẽ là Q. Đầu vào và đầu ra khác nhau ở từng dòng S7-1200. Ví dụ CPU 1211 DC thì sẽ có 6 đầu vào, 4 đầu ra. Với dòng 1211 thì mình sẽ không thể kết nối được thêm các module mở rộng SM cho nó. Ví dụ mở rộng đầu vào, mở rộng đầu ra, Y và Q, chúng ta sẽ không mở rộng được. Chúng ta chỉ có thể kết nối được thêm 3 module truyền thông. Nên lưu ý với các bạn với ứng dụng cần nhiều đầu vào đầu ra, lưu ý. Còn 1212 thì sẽ có 8 đầu vào và 6 đầu ra. 1214 sẽ có 14 đầu vào và 10 đầu ra. Tiếp theo, để ký hiệu, để cách đấu nối đầu vào đầu ra cụ thể như thế nào thì các bạn hãy theo dõi về một bản vẽ của mình. Mình để nó ngoài desktop. Đây. Đây là đối với CPU AC DC Zerle. Thì đây là cách đấu nối của một CPU AC DC Zerle, đầu vào và đầu ra. Các bạn có thể để thấy đầu vào nguồn 220. Đấu vào L1 và N. Chân tiếp mát, tiếp đất. Tiếp theo, cách đấu đầu vào. Và đây là analog AI0 và AI1. Các dòng S7-1200 mặc định sẽ có cổng hai cổng analog input, nhưng chỉ đọc là điện áp. Chúng ta muốn đọc dòng thì hãy mua thêm module mở rộng. Đầu ra, đây là đối với đầu ra Zerle. Đầu ra Zerle của chúng ta như bài giảng trước mình giới thiệu, nó tối đa được 2A. Tùy vào các dòng version và các
CPU các bạn có thể đọc thêm vào menu của nó. Đây là cách đấu nối AC DC serial. Mình sẽ chỉ các bạn cách đấu nối của DC DC serial. DC DC thì như thế nào. Đây là một cách đấu nối khác của đầu vào. Các bạn có thể thấy nó cũng sẽ chung nguồn và chung mát giống nhau. Đầu vào của nó DC DC. Tiếp theo, đầu ra chúng ta sẽ có 3L cộng và 3M. Đây là đối với CPU 211, 6 đầu vào và 4 đầu ra. Đó là cách đấu nối đầu vào đầu ra của các BOC, các dòng AC, DC, Zerler và DC, DC, DC. Để tiếp tục bài giảng, chúng ta sẽ đến với các lệnh dữ liệu của BOC. Chúng ta vào chương trình chính main. Mình giới thiệu một chút, BOC S7200 có rất là nhiều dạng dữ liệu như kiểu bool on off 0 và 1, kiểu byte MB, IB, QB, kiểu word hoặc in đều là VK, IVK, QVK, MVK. Thường kiểu này các IVK sẽ xài cho các đầu vào input analog. Tiếp theo đến MVK là các bộ nhớ trong của PLC. Thay MVK nó là một dạng dữ liệu bộ nhớ của PLC. Bây giờ mình sẽ giới thiệu về đây là NO, hay nói cách khác là thường mở. Nó cũng tương tự như một nút bấm. Ví dụ mình đặt nó là Y0.0 đầu vào, và đầu ra là một cái cuộn Y0.0. Đây, đơn giản. Nếu mình hãy nhớ đây là một nút bấm và đây là một cái đèn cuộn hút, hay nói cách khác là cuộn hút của khởi động từ, thì các bạn bấm nút cấp điện cho cuộn hút và cuộn hút sẽ hút lại. Để mô phỏng được điều này, các bạn cần cài cho mình PLC SIM. Vì sao? Mình nói bài này các bạn cần có PLC SIM. Thì đây là các bạn có thể start simulate lên. Các bạn cũng có thể cài đặt set lại IP cho nó như bài giảng trước mình đã hướng dẫn. Các bạn bật PLC SIM lên. Phần mềm cũng khá là nặng nên cẩn thận thời gian một chút. Sau đó mình sẽ load chương trình xuống cho BOC SIM. Load start CPU lên, các bạn run CPU lên. Đối với dòng 1200 thì mình có thể run một phần mềm, nhưng với 300 hoặc các dòng khác thì mình không thể run một phần mềm được. Và nó sẽ có công tắc ở trên vỏ của BOC. Các bạn bật nút monitor on off lên. Nhưng các bạn chưa biết cách làm sao để bấm cho con Y0.0 được, thì các bạn vào đây, hãy làm theo mình. Switch to Project View. Các bạn kích vào bảng PLC SIM của Siemens hiện ra. Các bạn chọn New Project, chọn một đường dẫn cho nó, chọn một đường dẫn nào đấy cho nó, như mình ở đây. Tạo. Sau đó POC SIM sẽ tự nhận POC mà bạn đã nó xuống, nhận chương trình bạn đã nó xuống. Đó, các bạn POC SIM sẽ tự quét để lấy thông tin của POC các bạn vừa load xuống.
trong quá trình biên dịch chương trình. Tiếp theo chúng ta mở Simtable lên. Add new một Simtable. Mình add new Simtable 2. Đây, mình điền vào Y0.0 và Q0.0. Các bạn hãy so sánh cho nhỏ màn hình lại. Kéo nó ra. Đây, các bạn có thể thấy khi ta tác động vào Y0.0, Q0.0 sẽ sáng. Đây, Q0.0 sẽ lên chu. Đúng. Mình tắt nó đi, Q0.0 sẽ tắt. Bật nó lên, Q0.0 sẽ sáng. Tắt nó đi, Q0.0 sẽ tắt. Mình sẽ không thể tác động vào vòng Q được, bởi vì nó là một cuộn. Mình không thể điều khiển cái cuộn đấy bằng cách tác động trực tiếp vào nó được. Mình không thể. Mình có thể chỉ điều khiển bằng nút bấm Y thôi. Tiếp theo mình sẽ giới thiệu về thường đóng. Thường đóng là gì? Hay nói cách khác là LC, Loman Close. Ở trạng thái bình thường nó sẽ đóng. Đây, mình có thể để là Y0.1. Và như vừa nãy mình đã load chương trình cho PLC Sim. Bây giờ mình muốn làm, mình chỉ việc load lại cho nó chương trình. Các bạn load xuống theo mình và lại bật monitor lên. Monitor hay còn gọi là giám sát. Đấy. PLC Sim sẽ tự nhận. Các bạn viết cho mình thêm Y0.2, Y0.1, mình xin lỗi. Đây. Vì sao nó là thường đóng? Thì ban đầu nó sẽ đóng. Nó cũng giống một cái nút bấm, nhưng ban đầu nó ở trạng thái đóng. Và các bạn tác động, nó sẽ mở ra. Đây, mình tác động. Đèn sẽ sáng. Như các bạn thấy, Q0 sẽ sáng. Và khi các bạn tác động Y0.1, có nghĩa là các bạn ngắt cái mạch này ra, thì sẽ hở mạch, đèn sẽ tắt. Đó. Đấy là thường đóng và thường mở. Thường đóng mình không tác động nữa, còn này sẽ đóng lại. Và khi mình ngắt thường mở, nó sẽ đóng vào, đóng lại, nó sẽ mở ra và quy sẽ mất điện. Đây là cách mô phỏng PLC SIM bằng PLC SIM. Các bạn cũng có thể, thay vì mình phải mở cái bảng PLC SIM rất là to này ra, các bạn cũng có thể modify trực tiếp. Nhưng modify mình lưu ý chỉ dành cho biến mờ. Mình tắt cái này đi. Mờ là các biến trung gian. Mình sẽ ví dụ ký hiệu M0.0, M0.1. Đây. Mình sẽ go apply nó và bật lại PLC SIM lên. Nhưng thay vì mở PLC lớn mô phỏng được Y, mình mô phỏng bằng M, thì mình chỉ cần bật một cái rất là nhỏ như thế này. Đó. Start CPU. Finish. Tiếp theo, kích và giám sát. Mình sẽ modify cho nó. Đây, các bạn cũng có thể Ctrl F3, Ctrl F2. Ctrl F2 là lên 1 quy sáng hoặc modify 1 quy tắt không 1 không. Trong thực tế đây là các nút bấm. Nếu mình muốn duy trì cho Q0.0 sáng thì ta cần xài như thế nào? Thì đây là mạch duy trì cơ bản. Các bạn có thể off nó đi và cho thêm một tiếp điểm thường mở của Q0.0. Như các mạch Zone Contactor các bạn đã đấu, thì đây sẽ là khi tác động M0.0, Q0.0 sẽ sáng, sẽ có điện. Đóng lại tiếp điểm Q0.0 thường mở, dòng điện sẽ đi theo Q0.0 đi đường này là Q0.0. Để mô phỏng cho các bạn xem, nó chân chỉnh xuống. Em mô phỏng cho các bạn xem, nó chân chỉnh xuống. Bật giám sát Modify lên 1. Và vì là nút bấm nhấn nhả thì nó sẽ về không. Trong khi đó
0.0 vẫn sẽ sáng. Sáng đến khi nào? Sáng đến khi mình off, có nghĩa là mình tắt nó đi, off. Đúng không? Nó sẽ tắt. Mình giới thiệu thêm về các xung on off theo tần số. Các bạn vào device config cấu hình thiết bị. Trước tiên go offline đã trước nhé. Tắt chế độ giám sát. Và device config và property. Các bạn kéo cho mình xuống system and clock memory. Enable nó lên. Đây là các bit đặc biệt của 1002. Như SM như các bit SM bên 200 hoặc các bit từ 8000 đến 8014-15. Mình cũng không nhớ rõ bên Mitsu. Đây, bên sim với dòng 1002 mình có thể tự do đặt. Ví dụ ở đây mình đặt là M100 đi. M100 first scan digital status update underway to underway 4 luôn đúng hoặc luôn sai, luôn bật luôn tắt. Tiếp tục mình để đến mình enable cái clock memory buy lên để là 101 thì POC sẽ tự hiểu bit xung 10Hz là 101.0, 5Hz là 101.1, 2,5Hz là 101.2. Để tính được tần số thì các bạn áp dụng cho mình công thức F bằng 1 trên T, với T là thời gian. Ok, mình sẽ test luôn cho các bạn xem các bit clock memory hoạt động như thế nào. Ví dụ mình muốn làm clock 1Hz 100.5. Đây, các bạn có thể tham khảo rõ hơn. Property kéo xuống 1Hz là 0.5 hoặc 2Hz là 0.3. Mình sẽ tác động vào quy 0.1 đi. Và thêm một cái nữa, mà 100.3, 101.3, mình xin lỗi, vào quy 0.2, download chương trình xuống PLC sim. Các bạn bật giám sát lên. Các bạn sẽ thấy. Đợi mình một chút. Mình thử check lại xem. Property. Hình như mình cho nó lại phần cứng cho nó nên nó sẽ chưa nhận. Go offline. Các cái phần cấu hình thiết bị thì các bạn phải download hardware config cho nó. Download và finish. Đó. Lập vào main. Bật giám sát lên. Các bạn sẽ thấy đây là nháy tần số 2Hz. Mình xin lỗi, cái này là 100 mà 101.5. Sau khi các bạn nốt phần cứng một lần thì từ lần sau ta chỉ phải nốt phần mềm. Đây là một vài các lỗi mình cũng hay gặp phải và mình nghĩ các bạn mới học lập trình thì cũng nên biết. Đó là cái các bit các sung clock của BLC, các bit hay các bit đặc biệt SM của 200 và từ M8000 của các dòng Mitsu. Bài giảng, các bài giảng sắp tới mình sẽ giảng tiếp cho các bạn theo lộ trình dưới đây. Còn về bài giảng này đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả các bạn.